giờ mà lấy khối u thăm gia đình cũng chưa lấy nhân lần chưa chưa thắm vậy là lên vậy là lên vậy là trứng đang trời đất ơi chưa thắm cái chân mới vô vô lấy chung chung năm nay người ta không biết cúng nguyên con mà người ta sợ rồi vậy đó gì có luôn hả mới vô lấy lấy vé ngoài hộp nè bà xã mua đó giờ đâu gì mẹ lấy gì đem ra chưa kịp cúng nó mất tiêu rồi. Sao vốn sao cũng bị giật à, nãy mình mua biến mấy mấy ma bao nhiêu 400g, 300g, vậy 400g. Chưa kịp cúng mà đã mất tiêu rồi. Mới thắt nhang lên nè hả? Quá, cái cho mình coi đi. Chấn động cô hồn rất thích heo quay Kim Mai. ăn khen ngon quá trời. Chết bà Mai rồi. Chuyến này là xuống dưới là coi như là hả đồn đón mà Mai như này là bán heo quay. Gì vậy ba? Mai. Đó. Ai bị đau họng giờ anh Sài Gòn vô yêu Đức Minh. Chứng khúc chứng này tôi tính tiếng là đúng không? Ôm ấp ấp nhau. Kiếp nạn thứ 82. Chứng khoán đang xuống thành ra cũng không muốn nói gì luôn. Hả? Lòng lên đi. À. Đây. Con bò đụng có miếng lông. Con bò mà lông. Con mèo đụng có miếng lá. Có mỏ thì không có miếng heo. Rồi nghe. Có mỏ thì không ngoài. Hai ổ thì sẵn ở ngoài. Bốn mỏ rồi á. Bốn mỏ thì không có. Đây 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 đứng nghe mình. Bốn mỏ. À phải đứng đó này. Giờ anh quay từ hồi mẹ em tới giờ nhỏ là thụ mẹ em rồi.
mộm cũng cỡ 6 lạng chị, khoảng không tới, không tới. Không là nhỏ cỡ đó chị, không thể nào một lạng được, 3 miếng hay mấy 300 miếng, tại một miếng cũng cỡ 2, sắp chép chép 200. Alo, lấy cái này này miếng dạy dạy cho nhỏ xem. Rồi, rồi, nhắc xe rồi, rồi chú ơi chỉ em đi tại gần bên đây, xuống bên đây chỉ lấy cho nó dễ thôi, anh chạm không được tay. Mời gì vậy? Chị ơi, em có đặt. Rồi cái đưa giấy đi. Rồi lấy 500g với lại 300g. Đặt rồi, có hôm sáng không giờ nè. Chị 4 giờ. 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 4 gi
một ký rưỡi 480 chị. Lấy gì? Lấy hết luôn cũng được mà, 32 thôi. Coi 10 rưỡi dưới con gấu á, 10 rưỡi nha. À, kêu 2 phần mì ý luôn nghe, nó đòi ăn mì ý đi. Nó ăn mì ý. Mì nghe ăn gì? Rồi. Cô lo thôi, cô chưa xong gì, bà cô sao mà cô chưa biết nè. Xem hơn hay sao á. Em thiếu nợ à. Vậy. Chị nha mấy chị ra đi hoài chị nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa nó chấm còn không chị Thu? Có chị Tâm? Có, có. Chị 100 ngàn chặt luôn. Con xem mới đi. 200 ngàn để nguyên chị Ly ơi. Còn chị Tâm vô cho người đẹp thì nó tắt quá nha, để lộn 200 ngàn á. 70 có chị. Con chó mà tên con mèo hả? Gì? Con chó mà tên con mèo. Hải lì chứ má, hải đậu nữa. Thôi cứ cầm đi, cầm để đưa cho. Rồi, anh tiền xe vậy? Hôm qua tự nhiên cái ship đi rồi cái ông đó ông kêu ra sao hôm qua ăn mà tao tưởng là chưa có heo quay mẹ ơi. Anh nói nó ship từ 9 giờ rưỡi rồi ba. Đó là mà mai đó bán ra bán ra ngồi chỉ đạo không à bắt điện thoại. Má tôi làm chủ má. Chủ hả? Tôi làm chủ hả? Cho chú 100 ngàn hay quay chú đi kìa. Có bữa nào tôi đứng đây tôi quay 5 tiếng tôi đăng lên YouTube luôn rồi. Quay từ sáng đến trưa luôn không? Ừ. 5 tiếng có người coi không ta? Có. Có mấy cô nói hả Sài Gòn Dấu Yêu quay bao nhiêu cô cũng coi hả, nó còn nằm cả ngày cũng coi luôn. Nghe giọng ghiền quá rồi. Ghiền luôn. 1 triệu 300 ngàn. 1 triệu 100 ngàn đi ha. Cho nó chấm giùm em ơi chị. Cô chú 100 ngàn để quyền rồi. Rồi rồi, không tiền nó đặt đi. Rồi để anh ký. Anh có bệnh đi. Để nguyên 100 ngàn. Hả? 500 cái bà bỏ vô túi. Mai, em cẩn thận nha chị Mai. Em kêu nó nhỏ nhỏ la lớn kìa. Đó, anh em mình về còn la lên nữa. Bỏ vô bịch cho chú luôn. Rồi cũng vậy. Ổ vừa không vừa không? Thế được có bà Mai á. Bà làm bà nhanh tay quá cái nó đi được nguyên cái đó luôn mày, nó làm hai luôn. Nó nghĩ ra là làm hai luôn. Đi đâu công mơ ha. Nó lẫn dẫn bật tôi. Có chú 30 có chú. Nhiêu chú? Lấy bao nhiêu con chặt đó? Rồi 70. Lấy 50 ba rọi cắt. Có chặt không vậy? Không không không. Hả? 50 ba rọi chặt sẵn. Mì thịt hay không? Không. Hai ổ mì không? 50 ba rọi. Lấy chút
50 bao loại chặt. Cái cây ổ này sao rồi? Em có tiếc gì đâu, một miếng nữa cho chú ơi, bịch nước chấm luôn. Ta có pizza gì không mà sao mua thêm miếng nữa hay vậy? Có ngon lắm hả? Chuyện ngon lắm. Đem ra chơi kịp cúng nó mất tiêu rồi. Sao vốn sao cũng bị giật à, nãy mình mua miếng mấy thêm mấy ma bao nhiêu 400g 300g 400g chưa kịp cúng mà đã mất tiêu rồi, mới thắp nhang lên nè hả. Chấn động cô hồn rất thích heo quay Kim Mai. ăn khen ngon quá trời. Chết bà Mai rồi, chuyến này là xuống dưới là coi như là hả đồn đón bà Mai như này là bán heo quay. Rồi xuống cũ tiền là đồn ở trên này là bà Mai bán heo quay rất ngon. Còn má mùa sao lên là hả lũ lượt kéo lên. Bé hay gì nãy giờ phụ ta trú mưa quý vị, mà định chờ tạnh mưa chút xíu rồi về mà nãy giờ mưa hóng dứt luôn, càng ngày mưa càng to nữa mà khách vẫn cứ ghé lại mua heo quay của cô Mai nha. Nãy thấy chị bán vé số quý vị, mua ủng hộ chị 2 tờ, chị nói mưa quá chị bán không được, giờ chị qua bên kia chị đứng chị phụ. Cô Mai che lại cái bạc bên đây.